Những ngày gần đây, ông Lê Văn Thành thường xuyên gặp tình trạng khó ngủ, thậm chí có ngày ông trằn trọc cả đêm và không chợp mắt được chút nào. Trước đây khi còn trẻ, dù công việc bận rộn, nhiều căng thẳng, nhưng giấc ngủ đến với ông khá dễ dàng. Đến nay, dù cuộc sống không còn vướng bận và áp lực, nhưng ông lại không có được một giấc ngủ ngon. Nói chung nhiều khi nghĩ là lớn tuổi, thứ hai cũng có thể là do một cái chứng bệnh nào đó là nó chưa có hiện ra thôi, chứ mà đêm thì tự nhiên là trằn trọc và không ngủ được. Mặc dù ban ngày công việc cũng không căng thẳng lắm, cũng không phải là tốn sức mà suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà ban đêm lại là không ngủ được. Rồi cái sáng vậy đó lại trằn trọc tới sáng, nhiều khi mất ngủ cả đêm luôn. Với hy vọng cải thiện được tình trạng mất ngủ, ông Thành bèn tìm đến những cuốn sách mỗi đêm. Tuy nhiên, những trang sách yêu thích cũng không giúp ông có được một giấc ngủ tốt hơn. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Doctor Gia Đình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta không thể sống mà không ngủ, ai cũng đồng tình về chuyện này cả. Và một giấc ngủ ngon sẽ giúp cho chúng ta tái tạo năng lượng, có được một nguồn sức khỏe dồi dào để bắt đầu tất cả những cái công việc vào ngày hôm sau. Khi chúng ta ngủ đúng chất lượng nè, và chúng ta lại ngủ đủ giấc đúng thời điểm nữa, thì bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, rõ ràng là với áp lực cuộc sống, áp lực của công việc thì ngày hôm nay mọi người hay than phiền với nhau, đó là họ khó ngủ, họ ngủ không có đủ giấc hoặc là bị mất ngủ. Vậy thì ngày hôm nay Diễm Loan xin mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, nguyên nhân vì sao mà một giấc ngủ lại đóng vai trò quan trọng như vậy đối với sức khỏe của con người ạ? Vâng. Thì cái giấc ngủ thì đúng là ai cũng thấy là tầm quan trọng của nó. Thì khi mà có một cái giấc ngủ sâu, giấc ngủ đủ á, thì toàn bộ cơ thể chúng ta sẽ có quá trình phục hồi, tái tạo và thậm chí là xây dựng thêm, bồi đắp thêm nữa. Thì trong đó nó có cả những cái tái tạo về mặt thần kinh, về mặt não bộ. Các cái tế bào thần kinh nó sẽ thư giãn, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để tốt. Thứ hai là tất cả các cơ quan khác trong cơ thể nữa, cơ xương khớp nó cũng có thể hoạt động, nó bồi đắp thêm để cái nó tái tạo lại sức và nó phát triển thêm trong cái quá trình cuộc sống của mình. Như vậy là về mặt thể chất là nó sẽ giúp cho tất cả các cơ quan trong cơ thể, cả não và các cơ quan khác đều phục hồi và tái tạo và chỉ phát triển tốt hơn. Về mặt tinh thần nó cũng làm cho chúng ta nghỉ ngơi thoải mái và hơn, thì sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn về sau. Như vậy là khi mà chúng ta ngủ thì quý vị cứ nghĩ là tất cả mọi thứ đều đang nghỉ ngơi, nhưng thực chất bên trong cơ thể của chúng ta, một cái cỗ máy tuyệt diệu của tạo hóa vẫn đang thực hiện những cái công việc của mình, và đó là những công việc cực kỳ quan trọng, không thể thiếu được. Thưa bác sĩ, như vậy thì một cái giấc ngủ thường được chia ra thành những cái giai đoạn như thế nào ạ? Giấc ngủ thì việc mà chia giai đoạn thì nó liên quan về mặt khoa học, nó hơi sâu một chút xíu, nhưng mà đại khái là chúng ta có thể hiểu nôm na là chúng ta sẽ có khoảng 5 cái giai đoạn. Một cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn gọi là ngủ với cái cử động mắt nhanh, thì lúc đó cái nhãn cầu của chúng ta, cái mắt của chúng ta nó sẽ di động, nó sẽ dịch ở trong nhãn cầu. Thường lúc đó chúng ta nhắm rồi, chúng ta không có để ý tới, nhưng mà người ta thấy rằng cái giai đoạn đó là giai đoạn liên quan nhiều đến các cái giấc mơ. Tiếp theo là chúng ta có 4 cái giai đoạn của giấc ngủ sâu hơn, tùy theo mức độ, nó sẽ từ mức độ 1, giai đoạn 1 đến 2, 3, 4. Thì không phải là một đêm chúng ta chỉ có chừng đó giai đoạn, nó từ mức này đến mức kia, mà nó sẽ là khoảng chừng 4 đến 5 chu kỳ giống như vậy. Tức là từ lúc mới ngủ, rồi giai đoạn cử động nhanh, rồi dần dần sâu, rồi nhìn lại, rồi mình lại nông dần lại, rồi lại xuống, thành ra nó thành một cái chu kỳ như vậy. Thì một đêm chúng ta có khoảng 4-5 cái chu kỳ như vậy. Và cái lúc mà chúng ta trở lên cái giai đoạn mà nông nhất thì cái lúc đó dễ bị thức giấc, thành ra thỉnh thoảng chúng ta có thể có những cái thức giấc ban đêm như vậy. Có người thức hẳn, có người chỉ hơi mơ mơ màng màng thôi rồi lại ngủ lại. Thì đó là các cái giai đoạn của giấc ngủ. Dạ, có nhiều quý vị khán giả là cũng có cái sự thắc mắc á bác sĩ, là họ ngủ nhưng mà bị mất ngủ khoảng vài ngày gần đây thôi. Thì mất ngủ vài ngày có được gọi là bị rối loạn giấc ngủ hay không ạ? Nếu mà nói về danh từ về bệnh lý thì tất cả những cái giấc ngủ mà nó không hoàn hảo thì đều có thể gọi là rối loạn giấc ngủ được. Tuy nhiên thì cái giấc ngủ, cái rối loạn đó nó có ý nghĩa hay không, nó là bệnh lý hay nó chỉ là những cái thay đổi thông thường thôi, thì nó sẽ phụ thuộc vào tính chất nó. Ví dụ những cái
những cái rối loạn giấc ngủ mà nó chỉ là ngắn hạn và nó liên quan đến một cái tình huống nào đó. Thí dụ có sự việc gì đó trong nhà mình phải giải quyết, mình phải thức đêm rồi hôm sau có thể không ngủ được, rồi 1-2 đêm nữa mình lại ngủ lại được bình thường. Hay là đặc biệt là những người mà hay di chuyển đi máy bay qua các nước khác nhau, các múi giờ khác nhau thì nó sẽ chênh lệch cái múi giờ, thay đổi múi giờ thì có 1-2 đêm đầu tiên có thể không có ngủ được tốt. Và sau đó dần dần nó ổn định trở lại và mình không cần phải uống thuốc, không cần phải chữa, không cần can thiệp gì hết, nó vẫn trở lại bình thường. Thì đó là những cái rối loạn thoáng qua thôi và không có quan trọng lắm trong cái sức khỏe của mình, tại vì sau đó nó sẽ ổn định trở lại. Loan thấy là như bác sĩ nói, có những cái biểu hiện của rối loạn giấc ngủ nó chỉ ra là chúng ta mắc bệnh lý chứ không phải chỉ là những cái sự tập trung về một cái vấn đề bận tâm nào đó. Xin bác sĩ chia sẻ nhiều hơn ạ. Ngoài cái chuyện mà tự người đó cảm nhận thấy là mình ngủ không được ngon giấc, không được sâu, rồi hay thức giấc, rồi nhiều vấn đề, nhiều cái triệu chứng khác á, thì cái chính á, là liên quan đến cái buổi sáng, cái sức khỏe lúc mà thức dậy thì cái tình trạng cơ thể mình như thế nào. Mình cảm thấy thiếu ngủ, mình cảm thấy đừ, cảm thấy buồn ngủ, rồi xong trong suốt ngày thì cái năng lượng không đủ để làm việc, lúc nào cũng thấy đừ, lúc nào cũng thấy mệt, mà người nó không khỏe khoắn. Thì cái đó là chứng tỏ là cái giấc ngủ của chúng ta không được tốt. Dạ, như vậy thì không biết là rối loạn giấc ngủ có chia ra làm nhiều loại khác nhau hay không thưa bác sĩ? Rối loạn giấc ngủ thì đúng, nó là một cái tên chung. Nó tên chung cho các loại gì có gì thay đổi trong cái giấc ngủ không được bình thường thì chúng ta đều có thể gọi là rối loạn giấc ngủ hết. Thì nó sẽ chia ra nhiều loại. Đầu tiên đó là những cái rối loạn mà liên quan đến việc vào giấc, tức là khởi đầu cái giấc ngủ, rồi duy trì cái giấc ngủ hoặc để có được cái giấc ngủ tốt. Những cái nhóm rối loạn thứ hai là những cái bất thường, cái hành vi bất thường trong cái lúc ngủ. Thì cái mà chúng ta thường gặp hơn thì là cái chuyện mà chúng ta có duy trì, có khởi động, tức là vào được giấc ngủ và giữ được cái giấc ngủ đó tốt suốt đêm hay không. Thì cái dạng đó chúng ta gặp thường nhất thì nó sẽ gồm có là chúng ta không khó ngủ, tức là đi vào giấc rất là khó, rối ngủ, rối loạn giai đoạn đầu của giấc ngủ. Rồi có những người thì vào nằm ngủ thì ngủ tốt, nhưng mà ngủ được khoảng vài tiếng, 1-2 tiếng gì đó thôi thì lại thức dậy và không ngủ lại được nữa. Đó là cái giai đoạn giữa. Còn những người thì ngủ cũng đều nhưng mà dậy sớm quá, dậy luôn rất là sớm. Thì như vậy là cái giai đoạn sau. Thì như vậy là không vào, khó vào được giấc ngủ hoặc là khó duy trì được cái giấc ngủ tốt trong suốt cái đêm. Lại có một cái trong cái nhóm này có một dạng nữa là ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều vào buổi sáng, ngay ban ngày cũng muốn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ hết. Thì đó là cái dạng mà khởi động hoặc là duy trì cái giấc ngủ. Còn cái nhóm mà rối loạn các hành vi bất thường trong giấc ngủ thì nó có nhiều. Một trong những cái mà mọi người cũng hay nói đến đó là mộng du chẳng hạn. Rồi một số cái khác như là ác mộng, rồi những cái cơn hoảng loạn về đêm và những cái vận động bất thường trong giấc ngủ khác. Về mặt ngoài chuyên môn, người dân thì ít để ý nhiều hơn. Cái đó thường là sẽ bắt buộc phải đi điều trị. Bác sĩ sẽ chẩn đoán kỹ thì mới xác định được bệnh. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì có lẽ là cái rối loạn giấc ngủ này đôi khi bản thân của chúng ta cũng có thể gặp thoáng qua, bởi vì nghe nãy giờ cũng có sự quen nào đó trong chính cái lối sống hàng ngày của mình. Vậy thì thường những ai, đối tượng nào sẽ dễ có nguy cơ bị rối loạn giấc ngủ ạ? Cái giấc ngủ nó liên quan đến toàn thân, tức là từ cái phần tâm lý, tâm thần đến những cái hoạt động chung trong cơ thể. Và cái mà ảnh hưởng nhiều nhất và nhiều người bị nhất đó là những cái rối loạn về tâm thần kinh liên quan đến căng thẳng, lo âu, rồi những cái stress, những cái đó. Thành ra những người mà có những cái cuộc sống nó không thoải mái mà phải suy nghĩ nhiều, căng thẳng nhiều, có những sự cố nhiều trong cuộc sống thì những người đó sẽ dễ bị mất ngủ nhất. Ngoài ra thì sẽ có những cái bệnh lý khác của cơ thể nó cũng ảnh hưởng nữa. Thí dụ mình bệnh gì đó mà mình đau nhức, khó chịu trong người thì cũng không thể nào ngủ được tốt. Và những bệnh khác, những căn bệnh tim, bệnh phổi, các cái hoạt động trong cơ thể nó làm cho cơ thể chúng ta không thoải mái thì cái giấc ngủ nó cũng sẽ kém đi. Như vậy thì với những ai còn trẻ, với những ai thấy là sức khỏe của mình vẫn có vẻ là đang rất là sung sức nhưng mà vẫn bị mất ngủ thì hãy nghĩ ngay thử xem là có phải nguyên nhân là do chúng ta đang căng thẳng quá vì những áp lực cuộc sống hay không. Và thưa bác sĩ, cũng có những người khác thì họ nói là hình như là cái cách sống của tôi nó chưa có được đúng á, cái lối sống của tôi nó chưa có được chuẩn mực á, nên là tôi bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thì có đúng hay không thưa bác sĩ? Cái cách sống ảnh hưởng rất là nhiều. Cái giấc ngủ của người ta nó liên quan đến cái chu kỳ, liên quan đến cái suy nghĩ, liên quan đến cái tinh thần và cả những cái hoạt động trong cuộc sống nó đều ảnh hưởng đến những vấn đề đó hết.
Có những cái quan trọng như ví dụ như là giờ giấc ngủ chẳng hạn. Nếu mà chúng ta cái giờ giấc ngủ chúng ta không điều độ thì cái nguy cơ về sau cái giấc ngủ chúng ta có sẽ bị ảnh hưởng. Có thể lúc mới và lúc trẻ thì chúng ta chưa có thấy hậu quả của nó gì, nhưng mà càng lâu có người thì chỉ trong vòng một vài năm có thể sẽ bị mất ngủ. Ví dụ như là giờ ngủ hôm nay thì ngủ sớm 7-8 giờ, 9 giờ ngủ, ngày mai 10 giờ, 11 giờ, ngày mốt nữa là qua nửa đêm luôn, rồi bữa khác lại rút xuống lại ngủ sớm. Thì như vậy giai đoạn đầu nếu chúng ta đang có giấc ngủ tốt bình thường thì có thể lúc đó chúng ta vẫn có thể ngủ được theo mong muốn. Nhưng về lâu về dài thì cái không điều độ trong cái giờ ngủ đó nó sẽ ảnh hưởng về sau, càng ngày nó sẽ càng khó ngủ hơn. Một số cái thói quen khác như là lên giường thì đọc sách rồi xem tivi, nhất là bây giờ chúng ta có điện thoại, có máy tính bảng lên chúng ta xem, thì thứ nhất là những cái hoạt động đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thần kinh, chúng ta sẽ không còn gọi là thư giãn thoải mái để có thể vào giấc ngủ tốt nữa. Cái thứ hai là cái ánh sáng của những cái ánh sáng nhân tạo đó, từ cái màn hình điện thoại, máy tính, tivi này kia, nó cũng sẽ kích thích vào mắt và ảnh hưởng đến não chúng ta sẽ khó hoạt động hơn. Ngoài ra thì những cái chế độ ăn uống, ăn thì thường không ảnh hưởng lắm, nhưng mà uống, đặc biệt là cà phê, trà và rượu bia. Một số người thì lại nghĩ là dùng rượu, dùng bia để cho dễ ngủ hơn. Và thực tế người ta thấy là người ta nhìn bên ngoài là thấy là đúng như vậy, uống rượu, uống bia vô thì sẽ buồn ngủ và sẽ đi ngủ. Tuy nhiên thì cái rượu bia nó có tác hại hơn là lợi. Tại vì nó có thể làm người ta buồn ngủ, có thể dễ đi ngủ hơn. Nhưng mà cái giấc ngủ nó không bao giờ sâu được hết, nó nông, nó rất là nông, thành ra nó không có tái tạo được cái sức khỏe của người ta. Và tiếp theo sau đây, Diễm Lan xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về chứng rối loạn giấc ngủ qua một số thông tin của chương trình. Bị mất ngủ kéo dài, có thể có rối loạn hành vi, bị ảo giác và hoang tưởng. Ngủ nhiều hơn từ 9 tới 10 giờ mỗi đêm. Rối loạn thời gian ngủ. Triệu chứng phổ biến nhất là không thể ngủ được khi muốn ngủ, mặc dù có thể ngủ được vào lúc khác. Mặt khác, không hoàn toàn tỉnh táo khi cần tỉnh táo, nhưng lại rất tỉnh táo vào thời gian ngủ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì qua trò chuyện với bác sĩ, chúng ta đã cùng tìm hiểu về chứng rối loạn giấc ngủ. Nó thường xuyên xuất hiện và đặc biệt là một khi mà chúng ta phải đối diện với nó thì là một trong những cái vấn đề phiền toái về mặt thần kinh nữa. Vậy thì điều mà quý vị chắc chắn đang rất quan tâm đó là phương pháp để chúng ta điều trị và cách thức phòng ngừa ra sao. Mời quý vị đừng quên hãy đón theo dõi trong chương trình Doctor Gia Đình số phát sóng tiếp theo trong khung giờ quen thuộc ngày mai để chúng ta có thể cùng tìm câu trả lời quý vị nhé. Còn bây giờ thì một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Doctor Gia Đình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.